Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Tìm hiểu các thông số ghi trên cái đĩa phanh ám chỉ điều gì? Trên một số cái dòng đĩa thắng, bạn thấy các nhãn xích có khắc thêm cái con số nhỏ nhỏ ở những góc cạnh của đĩa. Vậy những con số này ám chỉ điều gì? Các bạn cùng chúng tôi tìm hiểu ngay clip bên dưới nhé. Tên thương hiệu. Bất kỳ những cái mẫu đĩa thắng nào từ các nhãn xích khác thì cũng khắc logo hoặc là tên hiệu của mình lên đó, để người dùng có thể phân biệt và lựa chọn thương hiệu khi có nhu cầu cần thiết. Đường kính của đĩa thắng. Trên một số cái dòng đĩa thắng, nhãn xích sẽ khắc kích thước size đĩa lên đó để cho người dùng dễ dàng phân biệt và không bị nhầm lẫn khi mua. Hoặc nếu đĩa không có ghi thông số này, chúng ta có thể đo đường kính hình tròn. Thông số này ít ai biết nhất. Thông thường một số cái dòng đĩa sẽ có cái chữ là min 3mm hoặc là 4.3mm v.v. tùy thuộc vào loại đĩa mà con số phải chênh lệch khác nhau. Thông số này dùng để chỉ cái độ an toàn đĩa thắng nếu độ dày của đĩa thắng đã bị ăn mòn dưới cái con số được khắc trên đĩa, bắt buộc chúng ta phải thay mới. Cái cách đo thông số này chúng ta dùng thước kẹt cố định vào hai mặt của cái đĩa thắng. Huyền thoại hai thì Kawasaki Kip 110 trong bản độ là cực chất đến từ Thái Lan. Nói về đất nước Thái Lan trong cái việc độ xe thì có lẽ ai cũng phải nghĩ đến ngay những chiếc xe được độ phá cách. Ngoài phong cách là nhiều màu sắc sặc sỡ thì Baker Thái còn nổi tiếng trong việc độ lại những dòng xe gần như là tuyệt chủng. Điển hình là chiếc Kawasaki Kip 110 dưới đây. Phần chủ đạo cho dàn ghi đông xe tập hợp những đầy đủ các món ăn chơi. Cái cụm tăng tốc cào cào, tay con CACCB, cụm công tắc đồ chơi kèm đó là tay thắng của Rainbow Bridge. Cái cụm nồi zin đã được giữ nguyên thủy bởi đầy đủ những chức năng. Cận cảnh tay con CACCB. Cái cụm tăng tốc đồ chơi kết hợp cùng vaccine cũng khá tiện lợi. Tay thắng của Rainbow Bridge kết hợp hài hòa chứ bình dầu đồ chơi Alien trong suốt. Cái cụm tăng cào cào cùng với dây ga thái cho hành trình đi ga rút ngắn hơn và hỗ trợ cho việc bứt phá nhanh hơn. Việc sử dụng cái heo của Rainbow Bridge với logo Rainbow màu đỏ đặc trưng tạo cái điểm nhấn, nhưng không bao giờ giúp cho xe rất an toàn hơn rất nhiều khi phanh gấp. Cái đĩa thắng của Carbon cũng khá đẹp, kết hợp cùng với tán đĩa 7 màu Titan. Phát heo được CNC cũng khá hài hòa. Cái cụm thắng sau được trang bị heo Rainbow Bridge kết hợp cùng ngắt dầu và phát giữ dầu Active. Việc trang bị niềng nhôm bản nhỏ đặc trưng thường thấy cho những chiếc xe độ Thái Lan. Gàn chân nhớ gọn giúp giảm đi trọng lượng cho chiếc xe yêu rất nhiều. Cái khối động cơ hai thì với trái tim là cực kỳ khỏe mạnh. Một chiếc Kawasaki Kip có thể cho hơn 30 mã lực nếu can thiệp vào phần động cơ. Còn một con số mà những thủ khác phải e dè nếu muốn so kè cùng với nó. Hệ thống ống xả hai thì DBS Carbon, cái họng của Titan kết hợp cùng với Turbo Titanium cho cái màu sắc là sặc sỡ, nó bật. Âm thanh thì xé tan mặt đêm. Gấp nhôm sao siêu nhẹ đến từ của Lumium chắc rất nổi tiếng từ nước Thái Lan. Nhôm xe đĩa 7 ly siêu nhẹ thực sự tạo một điểm nhấn nhẹ cho cái dàn chân mỏng manh này. Nếu cầm cương con xe này, các bạn có dám hết tốc độ cho em nó không? Cảm ơn bạn theo dõi clip này. Hình kế tiếp nhớ like, share, subscribe.